rồi. Vậy chứ nó đợi mày à. Chắc nó đợi mày à. Bắn cái gì đi, sẵn quay bắn cái gì đi. Rồi tắt nè. Bắn cái ngọn cây vậy? Bắn ngọn cây đúng không? Rồi, đi xích ra đây. Xa xa ra. Bắn ngọn nào? Đó, ngọn to hả? Hồi bữa bắn rớt một cái rồi, giờ còn cái nữa đó. Gió quá, đường đưa vậy bắn. Rồi rồi ok. Á à, chuẩn ghê. Bạn hậu nay bắn thường thừa lắm rồi. Rồi cái giọng chảnh. Xẻ thịt con đó mà nhắm hồi qua là nó cao hơn mấy con đậu chứ này.